dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời, của lễ hiện giờ. Xin dâng lên Ngài này của lễ xuôi nguồn hồng ơn, hồng ân Thiên Chúa. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi, người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa, về cùng Thiên Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.
con sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thơm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đặt chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương. Để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với cha. Dòng tộc và tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, mẹ chúng con được Chúa gọi về. Ở đây chúng ta hiệp ý để làm nghi thức nhập quan, nhập quan tài cho bà cố. Trong kính cha xứ, trong tình thân hữu, chúng ta họp mặt ở đây để xin Chúa làm nghi thức nhập quan cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thấm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn sữa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đón nhận lời cầu khẩn chân thành và Chúa biết cả những điều chúng con thầm mong ước. Chúng con cầu xin Chúa thương đến cố Maria chúng con mới lìa bỏ trần gian. Ước gì cố Maria được sống bên Chúa, được vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô, bởi có lời chép: Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người quá cố là bà cố Maria, xưa kia nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận
mầm sống vĩnh cửu được hợp đoàn cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bà cố của chúng ta đã đón rước mình máu Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Làm phép quan tài, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi tan thành vô chu hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tân ca. Khi ngôi lời nhập thế, Chúa còn thanh hoa cách lã lùng. Quy xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này đều trở nên nhà tạm cho thân xác bà cô Maria trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Làm phép thi hài, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho bà cô Maria của chúng con được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô Đấng đã chiến thắng sự chết, và xin cho bà cô Maria được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đổi thay. Cuộc
cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trong một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất thường tiếp thường tìm bà cô ra đi. Nếu chúng cô ra đi này mà bà cô được trở về nhà cha trên trần, cho nên tiếng của bà cô cũng như mỗi người chúng con. Vì vậy theo cô mới gia đình và thân tộc, và đặc biệt cùng với chính thân xác bà cô lần này, tất cả chúng con cùng với bà cô tạ ơn Chúa đã cho bà cố hoàn thành tốt đẹp khỏi trình dương thế tại vị trí mạng quân. Cuộc đời và gương mẫu của bà cố luôn là gương sáng cho các con các cháu, cho mọi người sống lại này, đặc biệt là cho họ thành thư sen cũng như tại giáo sư Công Lâm thành viên. Và đặc biệt hơn nữa khi bà cố hiểu bà cố trong cuộc sống gia đình đã sinh và giáo dục những người con để rồi trở thành những người giúp ích cho xã hội cũng như giáo hội, nhất là ông bà cố đã quản đạt những hơn 2 người con cho Chúa để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội. Thực chất là những gương mẫu đời sống của bà cố cũng như qua đời sống đạo đức, những lời cầu nguyện không chỉ là cho các con các cháu nhưng cho mọi người nơi đây. Và trong cuộc sống trần gian không ai thoát khỏi những lầm lỗi yếu hèn thiếu sót. Với cuộc đời chỉ bảo của bà cố, chúng con là phó thác bà cố cho lòng thương xót vô cùng của Chúa, đấng đã tạo dựng, đấng đã yêu thương bà cố cho tới giờ phút này. Và chắc chắn là Ngài sẽ mở rộng lòng nhân từ để sớm đón nhận bà cố trên quê trời. Ước mong khi được nguyện tòa chú xung họp của các thánh, xung họp của mấy ông cố cũng như những người thân yêu trong thân tập, xin bà cố nhớ tới chạy đua xe, nhớ tới gì, nhớ tới các con các cháu, nhớ tới những người trong giáo họ đua xe, trong giáo sư Quốc Lâm và cả giáo phận của Chúa thân yêu, để bầu thử cho những người trong thân tập họ hàng cũng như những người đang thân thiết và cầu nguyện cho bà cố. Và em thường vào lòng thương xót vô cùng của Chúa, chúng con nguyện với chính bà cố qua thi lễ trao đổi kinh nghiệm kỹ để kinh sư niềm tin và Thiên Chúa là đấng toàn năng và yêu thương, và là đấng sẽ đón nhận bà cố về nhà cha trên trời. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha là sáng, được cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay nâng thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhắm lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tội nào ai bởi Chúa hẳn có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa
con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân Người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên an. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Từ vừng sâu tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vừng sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhân từ. Nếu Chúa chẳng tội, Chúa ơi, lòng ai đứng vững tay ngươi, nhưng xa quan từ vừng sâu tối, con cầu xin Chúa, Chúa. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhầm lời. Tôi ban phép lành cho gia đình và những người hiện diện. Xin Chúa là nguồn yêu thương, nâng đỡ an ủi chúng ta trong lúc đau buồn mất mát này. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chung tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng con trông cậy là Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hằng xưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy là Thánh Trai Tim Đức Chúa Giêsu. Lạy Trái Tim Cực Thánh Cực Tình Rất Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thanh từ não Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trọng kính Đức Cha Thomas Aquino, Giám mục Giáo phận. Cách đây 1 năm 7 tháng, bố con đã được Chúa gọi về. Và cho dù công việc đi họp hội đồng Giám mục, Đức Cha vẫn quan tâm, động viên, gửi lời thăm hỏi và dâng lễ cho bố con. Đức Cha đã nói với cha văn phòng làm thư vân lưu đến tạm quyến chúng con. Hôm nay mẹ chúng con được Chúa gọi về, mặc dù công việc Đức Cha bận rộn, nhưng với tinh thần hiệp vụ và mục tử, Đức Cha đã đến để thăm hỏi, kính viếng, dâng lời cầu nguyện, khích lệ tang gia chúng con. Con xin cảm ơn Đức Cha, nguyện xin tình thương của Thiên Chúa ban cho Đức Cha dồi dào sức khỏe, ơn thánh để Đức Cha phục vụ giáo phận và cầu nguyện cho chúng con, gia đình tang gia chúng con. Xin đọc cảm tạ.
Trong kính quý cha, quý thầy, quý dì, quý ông bà, anh chị em, đặc biệt là cha quý tử Giuse, sư Maria và gia đình. Giờ đây xin mọi người chúng ta cùng hợp ý để cử hành cái nghi thức phát tăng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa trích sách ngôn sứ Isaia. Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông, nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, chiếc khăn tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày cánh chung người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình liên đới ruột thịt, ta có mang tang là để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến phiên ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải vùi dưới lớp vải liệm, chết đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt, để sống, để được sống lại vinh hiển với Chúa Kitô phục sinh. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở cho ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền ngày ta chịu phép rửa tội, và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô đã phải chết và người đã phải phủ một lớp khăn liệm trên mình. Nhưng người có chết là chết vì yêu thương, và trong tình yêu ấy người cứu độ mọi người. Người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong sự yêu thương và từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô. Như vậy sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép cho những tang phục này. Lạy Cha, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế đau thương ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, trong trắng, thanh sạch, vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, luôn tin
cậy cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho cha. Vậy chúng con nài xin Chúa chúc phúc cho những tang phục này. Xin cho tăng quyến khi mặc màu tang phục trắng này luôn biết quy hướng về cha, biết nhận biết cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch, tinh tuyền và luôn sẵn sàng canh thức giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Amen. Giờ đây xin mời vị trưởng tộc lên nhận tang phục. Nhắm lại rồi là thấy tương lai. Cho kia người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lạy cha, cha đã gọi người thân của chúng con là bà cố Maria ra khỏi thế gian này trở về với cha. Xin cho người con cha đây ngay từ giờ phút này được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước cha, chung hưởng vinh phúc với các người cha đã chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cố Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Nào ta chung tùng Chúa. Cha và Con và Thánh Thần. Trọng kính quý cha giáo,
quý cha, quý thầy, quý sơ, quý chức giáo xứ, phu thọ, quý dòng tộc nội ngoại và tất cả mọi người. Mẹ của chúng con đã được Chúa gọi về, và trong giây phút đặc biệt này, quý cha giáo và quý cha, quý thầy cũng như tất cả mọi người đến đây để tham dự nghi thức phát tang rất trọng thể cho tang quyến chúng con. Đây là một tình nghĩa trong ơn nghĩa Chúa và trong niềm tin. Nhờ trong ơn nghĩa Chúa và niềm tin vào sự phục sinh mà tất cả chúng ta hiện diện nơi đây, để qua việc phát tang này và tang gia chúng con mặc hướng tới sự sống vĩnh cửu, hướng tới niềm vui hạnh phúc muôn đời. Một lần nữa, tang gia chúng con xin hết lòng cảm ơn cha giáo Giuse đặc trách ơn gọi giáo phận đã chủ sự nghi thức phát tang, cha giáo chánh xứ tứ trụng, quý cha, quý thầy, quý sơ dòng Đa Minh cùng lớp với lại em con, và tất cả quý sứ, mọi người đã tham dự. Xin Chúa ân thưởng cho tất cả chúng con, xin cảm ơn. Đức Chúa Phật Giang giờ này là cha phó sứ, thầy phó tế, hội đồng mục vụ và những người thân quen với cha xứ ở giáo xứ Tân Phường đang đứng trước phòng tang, để và giáo xứ Phú Thọ xin kính mời các quý vị thắp những nén hương trầm trước bà cố Maria của chúng con. Được tin bà cố Maria là người mẹ kính yêu của cha xứ Giuse được Chúa gọi về, chúng con tập hợp nơi đây để chia sẻ cái sự mất mát đối với cha và dì cũng như tam quyến. Trong sự mất mát này, chúng ta là những người Kitô hữu trong niềm tin tưởng vào sự tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta tin tưởng rằng sự ra đi của bà cố là một nơi để chúng ta trở về, bởi vì chính Chúa Giêsu cũng đã hứa với mỗi người chúng ta: ta là sự sống lại và là sự sống. Chỉ khi chúng ta tin tưởng vào Chúa Kitô, Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến bến bờ của hạnh phúc. Và bà cố đã đi trước cùng với sự ra đi này, chúng ta tin tưởng vào Chúa và hy vọng rằng Chúa là nguồn mạch của lòng tình yêu và lòng thương xót. Ngài sẽ che chở và an ủi cho gia đình trong lúc gia đình chia sẻ cái nỗi niềm với gia đình, và xin Chúa nâng đỡ gia đình trong sự mất mát này.
Giờ đây thì xin cha cùng tăng quyến hiệp ý với đoàn chúng con để dâng lên Chúa lời nguyện xin và xin Chúa nâng đỡ an ủi gia đình. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cùng với đoàn chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng an chân chứng, dầu rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi vâng nói nghe con ngày đêm, nhuần thâm sáng hồn trần an ơn thiêng. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Đức Kitô, đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta, và ta tha thiết cầu xin. Này Chúa, xin ở nãi cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sư trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đứng trước cảnh chiên đi tang tóc, chúng con nài xin Chúa yên ủi chúng con và chia sẻ với chúng con những giây phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Dành Chúa nhân từ, chúng con cay vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong mang nửa đêm thâu giá băng. Xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, vì danh Chúa nhân từ, chúng con cay vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Này Chúa chúng con, gia đình tăng quyến chúng con xin hết lòng đổi ơn cha phó sứ, thầy phó tế, các ông chánh và các quý vị thân thiết với cha Giuse của chúng con hôm nay đã dành thời gian về thăm hỏi, chia sẻ với gia đình tăng quyến chúng con và đặc biệt là dâng lời cầu nguyện cho cố Maria của chúng con. Chúng con xin hết lòng đổi ơn, xin kính mời quý vị về phòng bên để gia đình được tiếp nước. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thị trấn Quất Lâm. Kính thưa cán bộ nhân dân, các ban ngành đoàn thể tổ dân phố Tân Thượng, cùng các quý vị có sự hiện diện tại phòng tang, người thân yêu của gia đình chúng tôi là cụ cố Nguyễn Thị Chỉ, thường gọi là Đỗ Thị Ứng. Qua một thời gian lâm bệnh đã được gia đình cùng các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, song vì tuổi cao sức yếu, bệnh trọng không qua khỏi nên đã từ trần vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2024.
Sau khi người thân yêu của gia đình chúng tôi lâm chung tạ thế, gia đình chúng tôi đã kính báo tới chính quyền địa phương, tới cán bộ, nhân dân, các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố thân thượng. Nhận được tin đau buồn này, các quý vị đã về gia tang động viên thăm hỏi, chia buồn với tang quyến. Đặc biệt giờ này đây, gia đình tang quyến chúng tôi đã được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong thị trấn Quất Lâm, cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố Tân Thượng đã về khai mạc tang lễ cho người thân yêu của gia đình chúng tôi. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trọng, Đảng ủy viên, cán bộ văn hóa thông tin, làm công tác thương binh xã hội thị trấn Quất Lâm, trưởng ban tang lễ lên khai mạc tang lễ. Kính thưa các vị biểu cùng toàn thể nhân dân và gia đình tang quyến, trong lúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nói chung, cán bộ và nhân dân thị trấn Quất Lâm nói riêng đang có sức thi đua, lao động sản xuất, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Thì sáng hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Quất Lâm cùng các ban ngành đoàn thể trong và ngoài thị trấn, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân Thượng đột ngột nhận được tin của gia đình báo tin cụ Nguyễn Thị Chỉ, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1936, tên thường gọi cụ là Đỗ Thị Ứng. Hiện cụ đang cư trú tại tổ dân phố Tân Thượng, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình, các thầy thuốc y bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa, song vì tuổi cao, sức yếu, căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ không qua khỏi. Cụ đã từ trần hồi 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2024 tại gia đình, cụ hưởng thọ 89 tuổi. Giờ này, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể trong và ngoài thị trấn, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân Thượng về đây thăm hỏi chia buồn và gửi tới gia đình tang quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau khi nhận được tin báo buồn của gia đình, Ủy ban Nhân dân thị trấn Quất Lâm, ban lãnh đạo tổ dân phố Tân Thượng và gia đình cùng với họ hiếu đã thống nhất thành lập ban tang lễ và thời gian tổ chức tang lễ cụ Nguyễn Thị Chỉ như sau. Ban tang lễ gồm có một ông Nguyễn Văn Trọng, Đảng ủy viên, cán bộ văn hóa làm công tác lao động thương binh xã hội của thị trấn làm trưởng ban; hai ông Lê Mạnh Hoạch, cán bộ công chức văn hóa thông tin của thị trấn phó ban; ba ông Phạm Văn Thế, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Tân Thượng phó ban; bốn ông Nguyễn Hồng Đông, chủ tịch hội người cao tuổi của thị trấn ủy viên; năm ông Đỗ Văn Trư, đại diện cho gia đình và họ hiếu làm ủy viên. Về thời gian tổ chức tang lễ cụ, ngày hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2024, từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút gia đình tổ chức phần lễ khâm niệm, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tổ chức khai mạc tổ dân phố Tân Thượng động chống tuyên tang, từ 9 giờ đến 22 giờ các đoàn hội và các nóc họ tổ chức lễ viếng. Ngày mai là ngày 28 tháng 11 năm 2024, từ 6 giờ đến 7 giờ các đoàn hội còn lại tổ chức lễ viếng, từ 8 giờ đến 9 giờ tổ chức tiễn biệt cụ ra nơi ăn nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà. Kính thưa các quý đại biểu, thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin tóm tắt tiểu sử cụ Nguyễn Thị Chỉ. Cụ Nguyễn Thị Chỉ, cụ sinh ngày 6 tháng 2 năm 1936, tên thường gọi cụ là Đỗ Thị Ứng. Với 89 mùa xuân đã đi qua, cụ đã chứng kiến trong những năm đất nước ta đang bị thực dân phong kiến đế quốc cai trị, chúng bắt nhân dân ta nằm nô nệ, cuộc sống của cụ cũng như hàng triệu người dân Việt Nam được chứng kiến và chịu những cảnh đau thương mất mát ấy. Sau cách mạng tháng 8 thành công, cụ và gia đình cụ luôn luôn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cụ và gia đình cụ tích cực lao động sản xuất, làm ra nhiều sản phẩm đóng góp xã hội và nuôi dưỡng các con, các cháu, các chất cụ trưởng thành. Cụ đã động viên chồng cùng các con trai râu, gái rể cùng đóng góp sức người, sức của vào cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Cụ xứng đáng là người công dân, công giáo, gương mẫu. Trong cuộc sống đời thường, cụ luôn luôn là người nêu cao đức trọng, sống có tình làng nghĩa phố, được bà con khu phố kính trọng. Với họ hàng người ngoài, cụ luôn luôn làm tròn trách nhiệm râu và gái họ.
Giờ đây cụ đã đi không hẹn ngày trở lại, để lại cho cán bộ, cho nhân dân, cho gia đình họ hàng, bạn bè giàu tình thương nhớ. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin tuyên bố khai mạc tang lễ cụ Nguyễn Thị Chỉ kể từ giờ phút này. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Thế, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Tân Thượng, phó ban tổ chức tang lễ, để điều hành phần lễ động trống, lễ tuyên tang và phần lễ viếng của tổ dân phố. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể trong thị trấn Quân Lâm. Kính thưa cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân Thượng cùng toàn thể các quý vị xa gần có mặt tại phòng tang. Thưa ban nhạc tang cùng gia đình tang quyến và họ hiếu, thương hồn cụ Nguyễn Thị Chỉ, hòa trong khí thế thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân Thượng đang ra sức lập nhiều thành tích, đóng góp công của để xây dựng nông và phát triển nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Thì hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2024, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân Thượng đã nhận được tin báo buồn của gia đình, báo tin cụ Nguyễn Thị Chỉ, tên thường gọi là cụ Đỗ Thị Ứng, sinh năm 1936, do tuổi cao, sức yếu cộng với căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ không qua khỏi, cụ đã từ trần vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2024 tại gia đình. Cụ là công dân của tổ dân phố Tân Thượng. Chính vì thế, giờ này đây, cán bộ và nhân dân, các ban ngành đoàn hội trong tổ dân phố về đây trước phòng tang để làm lễ động trống tuyên tang, rồi gia đình, tang quyến và họ hiếu chịu tang cụ sau tiếng trống của tổ dân phố. Lời đầu tiên nhất, cho phép tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân Thượng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình tang quyến và họ hiếu. Kính thưa ban tổ chức cùng gia đình tang quyến, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Tấn thay mặt cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân Thượng lên động trống tang lễ cụ Nguyễn Thị Chỉ. Xin trân trọng kính mời ông. Thay mặt cho ban lãnh đạo tổ dân phố, tôi xin trân trọng và công bố gia đình tang quyến và họ hiếu chịu tang cụ kể từ giờ phút này theo nghi thức của địa phương, và kính nhờ với ban nhạc lễ sẽ giúp cho về phần nhạc lễ. Kính mời.
chào kính mời một vị đại biểu làm chủ hương và hai vị đại biểu lên dân hương kính viếng một cụ. Xin chào kính mời. Để tỏ lòng thương tiếc phục trước giờ phút năm đi vĩnh biệt, tôi đề nghị các vị đại biểu trong đoàn dành một phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tang lễ, ban nhạc lễ đã giúp cán bộ và nhân dân tổ dân phố tân thượng chúng tôi hoàn thành chương trình lễ trọng chấm tuyên giang và lễ viếng cụ. Xin chân thành cảm ơn. Đức chấp phòng tăng giờ này và làm phần lễ kính viếng là đoàn đại biểu ban chấp hành hội người cao tuổi thị trấn Quân Âm và chi hội người cao tuổi tổ dân phố Tân Thượng. Kính thưa hương hồn cụ bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi và xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn cụ 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất cho nó đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào lễ viếng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn đến dâng tấm lễ. Lễ viếng của đoàn gồm có hương, đăng, tử quả, hoa tươi và một tấm lễ đen thay cho vòng hoa và một tấm lễ của ban chấp hành hội người cao tuổi của thị trấn Quân Âm. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, xin trân trọng và giới thiệu quý mời ông Nguyễn Hồng Đông, chủ tịch hội người cao tuổi của thị trấn, thay mặt cho đoàn lên dâng hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tỏ lòng thương tiếc cụ là một hội viên hội người cao tuổi kể từ đây mãi mãi đi xa không hẹn ngày trở lại. Thôi, phần lễ kính viếng của đoàn đã xong. Một lần nữa, theo mặt cho ban tổ chức tang lễ và gia đình tang quyến, tôi xin chân thành cảm ơn đoàn và xin kính mời đoàn an tọa tại rạp để mời nước. Kính thưa quý thầy, quý dì, kính thưa quý cụ, quý chức cùng toàn thể quý khách và cộng đoàn đang có sự hiện diện. Kính thưa ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến. Sáng hôm nay, giáo xứ Quất Lâm chúng tôi nhận được tin báo buồn của gia đình tang quyến. Cụ cố Maria vì tuổi cao, bệnh trọng, cụ đã vâng theo thánh ý của Chúa và đã trở về cùng Chúa. Nhận được tin báo buồn này, giáo xứ Quất Lâm chúng tôi về đây gồm các cụ chánh phó trương xứ Cửu Tân, các cụ trùm Cửu Tân. Cho phép tôi xin được thay mặt cho đoàn xin được gửi tới gia đình tang quyến lời thăm hỏi và lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất. Và sau đây
để đi vào phần lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời một cụ đại diện cho đoàn sẽ lên thắp trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Và sau đây sau phần cầu nguyện, con xin trân trọng kính mời một cụ phó đại diện cho đoàn sẽ làm chủ kinh. Xin trân trọng kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương nghe con ngày đêm luôn thân xác hồn tràn ngàn ơn liên. Lạy Cha ngon ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con Cha chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Và lại đây con dâng Chúa những hy sinh để đền bù thay bao tội tình. Tháng ngày dài xa chốn phục hình dẫn đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Maria, xin Chúa thương linh hồn Maria, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Maria, xin Chúa thương linh hồn Maria, và dân tới phúc vinh muôn đời. Chúng con trong cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trì Chúa Bo nơi chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sang ngang. Hạnh Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Để tưởng nhớ tới linh hồn cụ cố Maria, tôi đề nghị đoàn chúng ta sẽ dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi. Kính thưa các quý vị đứng trước phòng tang giờ này là Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Quất Lâm, chi Hội Chữ Thập Đỏ tổ dân phố Hạ Chính, nhận được tin báo buồn của ông bà Kiệm Nụa có người mẹ kính yêu Lâm Trung tạ thế. Chính vì thế giờ đoàn đại biểu đang tề tựu trước phòng tang trưởng đoàn là bà Nguyễn Trần Thị Xuân Thanh. Xin trân trọng kính mời một vị dâng tấm lễ kính viếng. Tiếp theo chương trình lễ viếng, trân trọng kính mời bà Trần Thị Xuân Thanh, Chủ tịch Chữ Thập Đỏ nên thắp trầm kính viếng. Trân trọng kính mời. Thưa
Và để tỏ lòng thương nhớ cụ tiên nghỉ trong đoàn, chúng ta hãy dành phút tưởng niệm. Cụ, phút tưởng niệm bắt đầu. Tôi xin kính mời đoàn an tọa. Thay mặt cho gia đình tang quyến xin được chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đứng trước phòng tang giờ này là đoàn đại biểu các cụ trùm cửu đương, các quý chức cửu đương đang tề tựu trước phòng tang để tỏ lòng thương nhớ và đặc biệt là gửi lời chia sẻ và dâng lời cầu nguyện cho cố Maria của chúng con. Sau đây trân trọng kính mời một vị đại diện cho giáo họ sẽ nên chia sẻ và tổ chức phần lễ viếng. Trân trọng kính mời. Trọng kính quý cha, kính thưa quý thầy, quý dì, quý cụ, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn đang có sự hiện diện tại gia thang, thưa gia đình tăng quyến, sáng hôm nay cộng đoàn nhà xứ chúng tôi nhận được tin báo buồn của gia đình tăng quyến báo tin cụ cố Maria vì tuổi cao bệnh trọng cụ đã về cùng Chúa. Nhận được tin báo buồn này, nhà xứ chúng tôi về đây trước linh sàng cụ là các cụ trùm cựu tân, các quý chức cựu tân cho phép tôi được thay mặt cho đoàn xin được gửi tới gia đình tăng quyến nói chung, cha quê hương, dì quê hương và các con của cụ nói riêng lời thăm hỏi và lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất. Kính thưa gia đình tăng quyến, khi còn sinh thời, cụ cố Maria là người con gái họ của nhà xứ chúng tôi, nhưng cụ và gia đình vẫn luôn quan tâm hướng theo mọi hoạt động của nhà xứ, cụ thể qua các buổi cầu nguyện cũng như các ngày mừng kính lễ quan thầy 15 tháng 8 hàng năm. Không những thế, cụ còn quan tâm đến giáo họ chúng tôi bằng cả về vật chất. Cụ thể là cụ và gia đình đã xưng cúng giáo họ nhà xứ 2 chỉ vàng. Nhà xứ chúng tôi xin được ghi ân của cụ. Và một ngày gần nhất, nhà xứ sẽ tổ chức một thánh lễ tri ân cho cụ. Và sau đây, để đi vào phần lễ kính viếng, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn sẽ lên dâng tấm lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Theo phần lễ kính viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu 3 cụ trùm cựu đại diện cho nhà xứ sẽ lên dâng hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Sau đây, sau phần cầu nguyện, xin trân trọng kính mời ông trưởng kinh sẽ lên xướng kinh để cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con
trên trời, cho con hiện danh Cha ca sáng, đưa Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cay vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời, trong mang lửa đêm thâu giá bao. Xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa đội mũ gai trên đầu, chịu đánh đòn tan nát tấm thân. Xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Để tưởng nhớ tới cụ cố Maria là người con gái họ của chúng ta, xin mời đoàn chúng ta sẽ dành một phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, thay lời cho đoàn xin được cảm ơn ban tổ chức giang tăng lễ và gia đình tăng quyến đã dành cho đoàn chúng tôi được thăm hỏi cũng như cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria. Kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa các vị quý khách có mặt tại gia ta, huynh đoàn giáo dân Đa Minh và tỉnh dòng Đa Minh nhận được tin báo buồn của cụ cố Maria, 250 Chúa gọi về. Giờ đây đoàn chúng tôi tì tìm trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài của cố để dâng lên những lời kinh cầu nguyện, cầu xin Chúa ban cho cố được trọng về hưởng tôn nhan Thiên Chúa và cho đoàn chúng tôi chia buồn cùng gia ta. Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam 229/231 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thư phân ưu. Kính gửi tang quyến bà cố Maria Đỗ Thị Ứng, giáo xứ Quất Lâm, giáo phận Bùi Chu. Chúng tôi được tin bà cố Maria là ân nhân của huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam đã an nghỉ trong Chúa. Quý cha đặc trách và ban phục vụ huynh đoàn các cấp xin gửi đến tang quyến lời thăm hỏi chân thành và xin được chia sẻ niềm thương tiếc trước sự ra đi của người thân yêu của quý vị. Kính thưa tang quyến, vì lòng yêu mến Chúa và giáo hội, bà cố Maria đã chia sẻ với huynh đoàn lòng quảng đại của mình. Nhờ đó, huynh đoàn các cấp được thuận lợi hơn trong các sinh hoạt và thi hành sứ vụ tông đồ. Với lòng biết ơn, chúng tôi đã thông tin đến quý cha đặc trách và huynh đoàn giáo dân Đa Minh toàn quốc để dâng thánh lễ và cầu nguyện cho người quá cố. Ngoài ra, hàng ngày, mỗi tháng và trong các dịp lễ đặc biệt của dòng, quý cha đặc trách và huynh đoàn Đa Minh sẽ dâng thánh lễ và cầu nguyện cho quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, trong đó có linh hồn bà cố Maria thân yêu của chúng ta. Văn phòng huynh đoàn ngày 27 tháng 11 năm 2024, thay mặt ban phục vụ huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam trưởng ban ông Doan Kim Nguyễn Hồng, đặc trách huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam linh mục Du Xe Mai Văn Điệp, xin kính thư. Xin giới thiệu
một vị đại diện cho ơn gọi và hai vị có hai lễ đắm lễ để lên dâng lên trước bàn thờ trên Chúa và thi hài của cụ, một hội ái hữu của huynh đoàn Giáo dân Nam Ninh và của ơn gọi. Xin mời một vị lên dâng cờ trước bàn thờ trên Chúa. Làm chủ hương và hai vị dâng hương lên bàn thờ Thiên Chúa và thi hài của cụ, xin kính mời. Lạy Thiên Chúa là đấng rất mực khoan dung, hằng mong đời mọi người đạt ơn cứu độ. Cúi xin Chúa nhận lời Đức Thánh Lữ Maria cùng toàn thể các thánh truyền cầu mà ban cho quý ân nhân của chúng con là cô Maria được chung hưởng hạnh phúc ngàn thu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chiều phong ba cùng dô la tâm tâm tôi sau dân Chúa tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ thời sau tôi lại vang Chúa và Chúa đã nghe tiếng. Này ông đây Giuse là ban thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đấng Trinh cầu cho chúng con. Này các thánh từ đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Sức khi
chúng ta tạm biệt cụ cố Maria, chúng ta dành một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Xin cảm ơn ban tổ chức đã giúp đoàn chúng tôi làm việc giờ cầu nguyện rất tốt đẹp và thành công. Và sau đây xin mời tất cả các hội viên trong hội ái hữu sự một thánh lễ cầu nguyện cho cụ cố Maria và 50 kinh trong ngày. Và cũng xin cảm ơn tất cả các cụ. Gia đình tăng quyến chúng con và thánh thần. Amen. Gia đình tăng quyến chúng con xin được chân thành cảm ơn Huynh đoàn Giáo xứ Quyết Lâm tỉnh Dòng Đa Minh, Huynh đoàn Giáo họ Du Xe, Hội lòng thương xót hai miền của Giáo xứ Quyết Lâm, các gia đình ơn gọi đã dành thời gian về thăm hỏi, tổ chức lễ viếng và đặc biệt là dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria, xin được trân trọng cảm ơn. Xin kính trọng kính linh hồn cụ cố Maria. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý cố. Kính thưa gia đình tăng quyến và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Giáo xứ Tân Phường nhận được tin báo buồn, cụ cố Maria nay đã an nghỉ trong Chúa. Khi còn sinh thời, cụ cố Maria đã tín thác vào, trông cậy vào Chúa và dâng hiến một người mục tử nhân lành dấn thân phục vụ giáo hội. Đặc biệt cha Giuse Đỗ Hữu Trọng trong những năm phục vụ dẫn dắt đoàn chiên giáo xứ Tân Phường năm 2005 đến 2011, tức vừa tròn 6 năm. Nay con xin được thay lời cho ban thường vụ giáo xứ và cộng đoàn gửi tới gia đình Ninh Tông huyết tộc lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất. Chính vì lẽ ấy, hôm nay ban thường vụ giáo xứ và tất cả các ban ngành, đoàn hội và người thân quen với cha hướng về sân tang đây để dâng hương, dâng hoa và cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria. Vậy trước giờ cầu nguyện, xin được kính mời các vị đại diện cho ban thường vụ và tất cả các đoàn hội trong giáo xứ nên dâng hương hoa kính viếng. Xin kính mời. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân Cha Chúa, dẫu rồi cho đã ngồi thánh đường, nguyện xin Chúa ngôi ba loài nghe lời con thiết tha, tình thương mẹ ngủ con ngày đêm, nhận thân xác con tràn lan ơn thiêng. Này Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ta chưa cam dỗ, nhưng xin chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh tay mà làm cho linh hồn cô Maria được trở nên con thật của Chúa. Xin đón nhận linh hồn cô Maria vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn cô Maria. Xin cho linh hồn cố Maria được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về lòng sâu. Kính thưa gia đình, tăng quyến và ban tổ chức đã dành cho đoàn giờ cầu nguyện diễn ra được long trọng và sốt sắng. Và để tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria, giáo xứ Tân Phường có gửi tới gia đình Ninh Tông một chút tiền để tiếp tục cầu nguyện cho cụ cố Maria. Một lần nữa đỡ lời cho đoàn, xin được trân trọng cúi đầu và cảm tạ. Nhận được tin báo buồn của ông bà Hương Huyền có người mẹ kính yêu lâm chung tả thế, chính vì thế giờ này đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ nhân dân và các ban ngành đoàn thể đang thể diệu trước phòng tang. Trước khi đoàn tổ chức phần lễ kính viếng, cho phép đoàn xin chuyển tới gia đình tang quyến nói chung, tới ông bà Hương Huyền nói riêng lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn sẽ tổ chức phần lễ kính viếng. Để mở đầu tuần lễ viếng trân trọng, kính mời một vị đại diện cho đoàn lên dâng tấm lễ kính viếng trên kính viếng. Xin kính mời hai vị đại diện cho hai đoàn lên dâng hai tấm lễ kính viếng. Thank you.
Tiếp theo chương trình lễ viếng trân trọng kính mời ông Nguyễn Huy Du, tổ trưởng tổ dân phố lên thắp trầm kính viếng trân trọng kính mời. Và để tỏ lòng thương nhớ cùng tôi đề nghị trong đoàn, chúng ta hãy dành phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin kính mời đoàn an tọa, gia đình tang quyến và ông bà Hương Huyền xin được chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đứng trước phòng tang giờ này là hội đồng niên khóa với ông bà Trùm Đương và khu Vinh Sơn họ Phêrô. Quan hệ với ông bà Hương, nhận được tin báo buồn của ông bà Trùm Đương và ông bà Hương có người mẹ kính yêu Chúa cất về đời sau. Giờ này đoàn đại biểu đại diện cho hội đồng khóa với ông bà Trùm Đương và khu Vinh Sơn họ Phêrô đang tề tựu trước phòng tang. Trước khi đoàn tổ chức lễ viếng, cho phép đoàn xin chuyển tới gia đình tang quyến nói chung, tới ông bà ông Trùm Đương và ông bà Hương nói riêng lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại diện, một vị đại diện cho hội đồng niên khóa và đại diện cho khu Vinh Sơn, nên hai vị nên dâng hai tấm lễ trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng trân trọng kính mời một vị đại diện cho hai đoàn nên thắp trầm trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài cụ cố, xin trân trọng kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuân cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoài nghe nơi con thiên tha, tình thương mến ấm của con ngày đêm, xa hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha con ở trên trời, chúng con nguyện xin Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, như Cha tiền dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin Chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, những thứ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria được nên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa giáng sinh trên đời trong mang nửa đêm thâu giá băng, xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa đội mũ gai trên đầu, chịu đánh đòn tàn nát tâm thân, xin
cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Chúng con trong cậy đã thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời Chúa Bo nơi chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển bình sang nang. Con cho khỏi mọi sự dư, amen. Ngài ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Này trai thêm cực thanh cực tinh ra thanh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Này ông thánh Giuse là ban xanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Này các thanh từ đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Danh danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Kính thưa các quý vị đại biểu, thân xác của cụ cố Maria không còn bao lâu nữa là phải âm dương tách biệt. Ký thác thân xác cụ cố vào lòng đất mẹ, xin mời đoàn dành phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin thay lời cho đoàn, xin cảm ơn ban tổ chức tang lễ đã tạo điều kiện dành thời gian cho hai đoàn chúng tôi được thăm viếng và cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn. Phòng tang giờ này là hội kèn nữ giáo họ Giáp Nội, xã Hải Bắc, thị trấn Yên Định đang tề tựu trước phòng tang để tổ chức tuần lễ viếng. Trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn nên duy trì chương trình. Xin Chúa thương xót linh hồn bà cố Maria. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang quyến, hôm nay trong giờ phút đau thương này, chúng con thuộc hội nhạc nữ của giáo họ Giáp Nội thuộc giáo xứ đền thánh Từ Đạo Quần Phương, chúng con nhận được tin bà cố Maria đã la đi về với Chúa. Chị em chúng con trở về đây xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình tang quyến, lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa linh hồn bà cố Maria, đứng trước linh sàng của bà đây là toàn thể chị em chúng con trong hội nhạc nữ, nguyện cầu cùng Chúa cho linh hồn bà cố sớm được về hưởng tôn nhan Chúa đến muôn muôn đời. Bản nhạc từ nơi ngục hình chúng con kêu cầu lên Chúa. Mời một vị thay mặt cho tất cả chị em trong hội nên thắp hương trầm kính viếng. Lòng con âm dương cách biệt mỏi mòn từ đây, mẹ về bên Chúa với người để con ở lại ngậm ngùi xót xa. Khăn tang phủ trắng khắp nhà mẹ ơi, mẹ đi để lại đời sau tình thương vô hạn, lỗi sầu biệt ly. Quê hương đưa tiễn mẹ đi, cháu con nước mắt
tràn mi nghẹn ngào. Chỉ còn ít phút nữa thôi, mai này vĩnh biệt chia ly muôn đời. Từ nay con mất mẹ rồi, tình thương mẹ bỏ, tình đời mẹ quên. Chúng con đau xót muôn phần, thương mẹ đẫm lệ ngồi bên quan tài. Chia ly vĩnh biệt ngàn đời, anh em đùm bọc sống đời bên nhau. Đau lòng con lắm mẹ ơi, mượn kèn con khóc mẹ hiền thấu cho. Bản nhạc Mất mẹ chúng con kính dâng mẹ. Mẹ nhớ sao đành bỏ con, mẹ đã đi rồi con biết tìm ai. Hôm nay con không còn mẹ, mai đây con chỉ một mình. Gia đình nay vắng mẹ yêu, mẹ ơi mẹ nhớ sao đành bỏ con. Ngày đó sao đành mang đến biệt ly, hôm nay con xa mẹ rồi. Nhưng con luôn vẫn tin lòng, nước trời mẹ sớm hiền về. Mẹ thấu cho dương gian nay không còn nữa, thôi đành xa cách từ đây. Con giờ nói câu vĩnh biệt mẹ ơi, bây giờ đi về con chẳng có mẹ. Mỗi lần sớm về khuya con tìm bóng mẹ ở đâu. Mẹ đã dương dung đời con, cuộc sống đong đầy nước mắt buồn. Mong sao cho con thành người, khuyên lăn con hãy chuyên cần. Gia đình vui sống tình thương, lòng con chỉ muốn cho mẹ của con được sống thanh nhàn giữa chốn bình yên. Lững lững đôi ba dòng lệ, cô liêu thương khóc sớm chiều. Không còn mẹ biết tìm ai. Giờ mẹ thấu cho dương gian nay không còn nữa, thôi đành xa cách từ đây. Con sẽ nói câu bình biệt mẹ ơi, bây giờ đi về con chẳng có mẹ. Mỗi lần đi sớm về khuya con tìm bóng mẹ ở đâu.
về con chẳng có mẹ. Mỗi lần đi sớm về khuya, con tìm bóng mẹ ở đâu. Từ gia họ hàng người thân yêu ơi, giờ vĩnh biệt. Từ gia bạn bè xóm ngõ gần xa, xin ở lại tôi đi. Giờ Chúa gọi tôi không chần chừ, không trì hoãn. Giờ Chúa gọi tôi không một giây chối từ. Thôi chia tay những người thân yêu ơi, hãy xin tình yêu Chúa tha tôi khi từ ra cuộc đời và chốn dương gian về với trời. Từ ra đời này tính biệt từ đây, xin gặp lại mai sau. Giờ Chúa gọi con không chần chừ, không trì hoãn. Giờ Chúa gọi con không một giây chối từ. Thôi chia tay những người thân yêu ơi, hãy xin tình Chúa tha tôi khi. Cha và con và thánh thần amen. Giờ viếng và giờ cầu nguyện của chúng con đến đây đã xong. Cảm ơn ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến đã dành cho chúng con một giờ viếng rất long trọng. Một lần nữa chúng con xin chúc bà cố Maria yên giấc ngàn thu bên Chúa. Xin chân thành cảm ơn. Nhận được tin báo buồn của ông bà Hương Huyền có người mẹ kính yêu, Chúa cất về đời sau. Chính vì thế giờ này đoàn đại biểu đại diện cho họ Trần Tộc đang tề tựu trước phòng tang. Trước khi đoàn tổ chức phần lễ kính viếng, cho phép đoàn xin chuyển tới gia đình tang quyến nói chung, tới ông bà Hương Huyền nói riêng lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây trân trọng kính mời một vị nên dâng tấm lễ kính viếng. Trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng, trân trọng kính mời một vị làm chủ hương và hai vị lên tiến hương trước bà thờ Thiên Chúa và thi hài cụ cố. Xin trân trọng kính mời. Xin mọi người hợp cùng Trần Tộc chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho cụ cố Nam Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuân cho con nồng ân tràn chứa, cho rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoài nghe lời con thiết tha, tình thương mê nó buông con ngày đêm, nhuận thâm xa khôn tràn lan ơn thiêng.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Mẹ xin yên nuôi chúng con được nuôi. Mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn vì đời con gieo giống xiết bao đau thương và tràn lan gai góc bước chỉ con đường. Ơi mẹ lắm nhân từ, mẹ quên sao được khôn xưa. Lời mẹ ước chỉ ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu nặng hiền. Là mẹ chúng con mẹ xin linh khuyên, lạy mẹ xin yêu nuôi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn vì đời con gieo giống xiết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Chúng con trong cậy là thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ chê bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sang nang hàng trưởng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy là thánh trai tìm đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thánh cực tinh thất thánh đức bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bản thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và để tưởng nhớ bà cố Maria thì trong đoàn chúng ta hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, kính thưa các vị đứng trước phòng tang giờ này là anh em con cháu họ hàng nội ngoại và các con thiêng liêng của cụ cố đang tề tựu trước phòng tang để tỏ lòng thương nhớ và để chuẩn bị cho mỗi người một nén hương để trân trọng tới cụ cố, thì chúng ta sẽ dâng nắng hoa trước. Xin kính mời nắng hoa đầu tiên là xin kính mời gia đình em Tạo kính viếng. Nắng hoa thứ hai là các con, xin kính mời hai nắng hoa chúng ta nên chọn. Xin kính mời nắng hoa cháu chắt sẽ vào giữa cho. Xin kính mời nắng hoa của gia đình thông gia từ Đà Nẵng không về được đã gửi nắng hoa về kính viếng bà cố. Tình mẹ yêu mến như làn gió lùa mặn hồ, lời ru mát mát lên như sao diều dần dần. Tiếp theo xin kính mời ông Trùng Tư sẽ dẫn đầu cho tất cả con cháu theo bốn hàng, chúng ta sẽ tiến lên mỗi người nén hương để thắp trước bàn thờ Thiên Chúa và thứ hai cụ cố. Bốn hàng thẳng ngang đi luôn, đi hàng hai con nhé, hai hàng dưới đi trước, sau chúng ta lại trở về vị trí như cũ. Rồi hai hàng trên đi nhà đã, hai hàng trên.
chúng ta về cuối, chúng ta về cuối, trở về như cũ, trở về cuối. Chúng ta về cuối. Cho mưa gió không còn thân một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ. Chúng ta về cuối và chúng ta bắt vào đoàn của chúng ta đấy, hàng của chúng ta đi kiếm được tiến lên về vị trí cũ. Hàng chúng ta đâu chúng ta vào đấy để tiến lên. Hàng số 4 cuối cùng xếp thẳng hàng vào cái hàng áo trắng ấy, xếp thẳng vào. Thêm chẳng ta soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn màu thương. Tình mẹ yêu mến như làn gió lùa mặt hồ, lời ru mát mát lên như sao diệu. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày. Khi chúng ta thắp hương xong, chúng ta về vị trí cũ. Hàng của chúng ta chỗ nào chúng ta tiến lên lại vị trí cũ. Phần dư hương của chúng ta đến đây đã tạm ổn. Và tiếp theo là chương trình cầu nguyện. Chúng ta sẽ hợp ý cùng với nhau để dâng lời cầu nguyện cho cố Maria là người thân yêu của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm biết hồn con, ban xuống cho con thầm ơn trang chứa, trao rồi cho đã ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiên ta tình thương bên Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, Đức Cha chỉ đến đi ra thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đã từ hàng ngày và ta lời chúng con như chúng con cũng đã kể con lời chúng con.
xin cha để chúng con xa chư cấm dỗ những cư chúng con đã khởi sự giữa. Amen. Tại nơi Chúa Giêsu xưa bơi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Vì lời chúng con xin cha rất nhân lành vô cùng, xin thản phạt cho linh hồn cô Maria chúng con đang cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nữa nữ niệm tội thì xin mở cửa tủ rạc ấy cho ra, mà đưa đến chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu lan chịu chết vì chúng con. Amen. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cô Maria được lên chốn kỳ ngơi. Hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sớm đang vui về vô cùng. Amen. Lạy Chúa, con đỡ dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đến ngày hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn cô Maria được nghỉ ngơi đời đời, ba đứa sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn cô Maria cho khỏi tù ngục mà được nghĩ yên an. Chúng con trong cõi ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan, thiêu thôn Đức Nữ đồng trinh hiên vinh sang lang. Hằng Chúa chúng con cho phải mai xưa giữ an. Amen. Mẹ xin yên núi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những lỗi ưu buồn. Vì đời con gieo gió biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Ôi mẹ rất nhân từ, mẹ khuyên sao được hôm xưa. Lời bé ngứa nghĩ ở trên đôi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu nặng nia. Là bé chúng con mẹ xin khuyên, lạy mẹ xin yên núi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn. Vì đời con gieo gió biết bao đau thương và chẳng đàn gai góc. Cha và con và thánh thần. Amen. Để tỏ lòng thương nhớ cô Maria là người thân yêu của chúng ta hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Tôi xin được cảm ơn tất cả anh em con cháu họ hàng nội ngoại và các con thiêng liêng. Bây giờ đã đến trưa, xin kính mời tất cả anh em họ hàng, anh em con cháu chúng ta sẽ về nhà sau để dùng bữa cơm trưa với gia đình. Vì đứng trước phòng tang giờ này là đoàn đại biểu Liên Khu 1-2 Tân Thượng, là nơi bà cố đang sinh hoạt cùng với Liên Khu. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hữu Hiếu là trưởng đoàn. Nhận được tin báo buồn của gia đình Liên Khu 1-2 Tân Thượng,
hiện giờ đã đang về tại phòng tang. Trước khi đoàn tổ chức lễ viếng, cho phép đoàn xin chuyển tới gia đình tang quyến lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn sẽ tiến hành tổ chức phần lễ kính viếng. Trân trọng kính mời một vị nên dâng tấm lễ kính viếng. Trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng, trân trọng kính mời một vị nên dâng hương trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Tỏ lòng thương nhớ cùng tôi đề nghị trong đoàn chúng ta hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Ban tổ chức tang lễ và gia đình tang quyến xin được chân thành cảm ơn đoàn đại biểu niên khu số 1, số 2. Tổ dân phố Tân Thượng đã dành thời gian về thăm hỏi tổ chức lễ viếng, xin được trước phòng tang giờ này là giáo xóm Thánh Phaolô xứ Thủ Hiếu. Đoàn quan hệ với ông bà thủ rạng trưởng đoàn là ông Thủ Lợi. Đoàn tiếp theo là họ Nguyễn có quan hệ với ông bà quản rạng do ông Nguyễn Lương Thiện làm trưởng đoàn. Đoàn thứ ba là họ Nguyễn cụ Phó Lập do ông có quan hệ với ông bà quản rạng do ông Trùng Canh làm trưởng đoàn. Nhận được tin báo buồn của ông bà thủ rạng và ông bà quản bàng có người mẹ kính yêu Chúa cất về đời sau. Chính vì thế giờ này ba đoàn đại diện đang tề tựu trước phòng tang. Trước khi đoàn tổ chức phần lễ kính viếng, cho phép ba đoàn xin chuyển tới gia đình tang quyến nói chung, tới ông bà thủ rạng, tới ông bà quản bàng lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn sẽ tiến hành tổ chức phần lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời hai vị dâng tấm lễ và vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài củ cố. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo là phần dâng lời cầu nguyện của đoàn. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa cho rồi cho đất.
Chúa cho cụ cố Maria. Đã rước mình Thánh Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con, vì danh Chúa nhân từ. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn cố Maria được đến chốn nghỉ ngơi, vì Chúa đôi máu gai trên đầu thiêu đánh đòn ta na tấm thân. Xin cho linh hồn cố Maria được đến chốn nghỉ ngơi, vì danh Chúa và giờ này, trước khi vĩnh biệt cụ cố Maria về an nghỉ trong lòng đất mẹ, tôi đề nghị cộng đoàn giáo xóm Thánh Phaolô cũng như hai dòng họ Nguyễn tộc xin dành cho cụ một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Được phép thay lời cho cộng đoàn giáo xóm Thánh Phaolô thuộc giáo xứ Du Hiếu cũng như hai dòng họ Nguyễn tộc, xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức tang lễ, cảm ơn hội kèn đồng, ban nhạc tang cũng như gia đình họ Hiếu đã dành thời gian cho ba đoàn chúng tôi được thăm viếng cũng như cầu nguyện cho linh hồn cụ cố được trang trọng và xuất sắc. Xin trân trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang, giờ này hội đồng niên quân ngũ là những người cùng chung chiến hào, những người bạn có quan hệ với ông bà Trùng Kiệm, nhận được tin báo buồn của ông bà Trùng Kiệm Nhật có người mẹ kính yêu lâm chung tả thế. Chính vì thế giờ này hội đồng quân ngũ cùng những người bạn với ông bà Trùng Kiệm đang tề tiểu trước phòng tang. Trước khi đoàn tổ chức lễ viếng, cho phép đoàn xin chuyển tới gia đình tang quyến nói chung, tới ông bà Trùng Kiệm nói riêng lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn sẽ tổ chức phần lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời một vị dâng tấm lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng trân trọng kính mời ông Trần Văn Hạ là trưởng đoàn sẽ thắp trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin kính mời đoàn an tọa. Trước khi đoàn tổ chức phần lễ kính viếng, đoàn sẽ chuyển lời thăm hỏi gia đình tang quyến nói chung, tới bố mẹ đương mai nói riêng lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn sẽ tổ chức phần lễ viếng. Trân trọng kính mời một vị nên thắp trầm kính viếng. Trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng, trân trọng kính mời một vị đại diện nên dâng nắng hoa kính viếng. Trân trọng kính mời.
tỏ lòng thương nhớ người bà của chúng ta. Vì trong đoàn chúng ta hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Tôi xin được chân thành cảm ơn đoàn. Kính thưa các quý vị, đứng trước phòng tang giờ này là đoàn đại biểu cán bộ, nhân dân, các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố Hạ Chính. Trưởng đoàn là ông Đặng Quang Hảo, tổ trưởng dân phố, quan hệ với ông bà Kiệm. Nhận được tin báo buồn của ông bà Kiệm có người mẹ kính yêu chúa cất về đời sau. Chính vì thế giờ này cán bộ, nhân dân, các ban ngành đoàn thể đang tề tựu trước phòng tang. Trước khi đoàn tổ chức phần lễ kính viếng, cho phép đoàn xin chuyển tới gia đình tang quyến nói chung, tới ông bà Kiệm nói riêng lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn sẽ tổ chức tuần lễ kính viếng. Để mở đầu tuần lễ kính viếng, trân trọng kính mời một vị nên dâng tấm lễ kính viếng. Một là lễ tổ dân phố, hai là ban tát mặt trận tổ dân phố, ba là lễ chi hội người cao tuổi tổ dân phố, lễ chi hội nông dân tổ dân phố, lễ chi hội phụ nữ và chi hội cựu chiến binh tổ dân phố. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện. Tiếp theo chương trình lễ viếng, trân trọng kính mời một vị đại diện cho tổ dân phố nên thắp trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Thế là chỉ mỗi một đêm nay, sáng ngày mai cụ sẽ về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Để tỏ lòng thương nhớ cụ, tôi đề nghị trong đoàn chúng ta hãy dành phút tưởng niệm gồ, phút tưởng niệm bắt đầu. Ban tổ chức tang lễ, gia đình tang quyến và ông bà Kiệm xin được chân thành cảm ơn cán bộ, nhân dân, các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố Hạ Chính đã dành thời gian về thăm hỏi chia buồn tổ chức lễ viếng. Xin được trân trọng cảm ơn.